các bạn thân mến nhé. Thì tiếp tục cái video này thì Sơn sẽ truyền tải lên kênh cho các bạn xem về tất cả những cái khung cảnh mà trong cái đám cưới của người dâu tuyển. Khi buổi tối mà bên nhà trai đã đón dâu về rồi thì bao gồm là bên nhà trai và nhà gái sẽ có những câu hát gọi là hát giao duyên cũng như là hát cảm ơn mọi thứ theo cái phong tục truyền thống của người giao tuyển. Và đây như các bạn quan sát thấy thì trong đây thì đang có hai cô gái của bên nhà trai và hai cô gái của bên nhà gái đang làm những cái nghi lễ theo phong tục truyền thống của người giao tuyển. Và ở bên dưới đây thì vẫn là đang có những cái mâm cỗ của các ông thầy và ông thầy đại diện cho bên nhà trai vừa ăn cỗ vừa hát với nhau luôn. Em ơi, em cho anh hỏi là mọi người đang hát đây thì đang hát về kiểu giao duyên hay là hát đối đáp hay là như thế nào, em có thể trả lời cho anh và mọi người được biết được không? Đây sẽ là đang hát giao duyên đối đáp. Nghĩa là giao duyên đối đáp thôi. Đấy, anh còn nghe nói là bảo là như là hát phải hát trả ơn rồi hát cảm ơn những thứ nữa đúng không? Thì cái đó thì đã hát chưa hay là đây mới chỉ là hát đang trong quá trình hát giao duyên thôi? Chắc là có nhưng mà kiểu em cũng chưa không hiểu ấy. Kiểu nghe như này thôi nhưng mà em cũng không hiểu được. Có nghĩa là em nghe này nhưng mà em cũng chưa hiểu hết tất cả các cái kiểu cảm như là lớn tuổi như này mới nghe được mới hiểu. Có nghĩa là các cô các bà lớn tuổi thì mới hiểu hết thôi đúng không? Cho anh hỏi thêm một xíu là bắt buộc là những bạn nhà trai hoặc là những bạn nhà gái thì sẽ phải có đeo thêm cái khăn đúng không? Thì em có hiểu về cái ý nghĩa mà đeo cái khăn ở đằng sau kia không? Đúng rồi, em thấy có cái khăn kiểu có mấy cái khăn mấy màu kia kìa. Đó, đây này, như cái khăn này thì để mới đi hát kiểu hát đi đám cưới này là phải có cái khăn đấy mới hát được. Có nghĩa là khi mà hát giao duyên thì bắt buộc là phải đeo cái khăn đó đúng không? Còn không có cái khăn đấy thì không được hát. Ba nhìn nhồn đấy nối được trước cái quạt. Ba nhìn nhồn. Lúc hát thì mở cái quạt ra. Rồi có nghĩa là cái chùm khăn đeo ở đằng sau lưng kia là sẽ có cái dây nối với cái quạt ở đằng trước đúng không? Và khi hát thì phải mở cái quạt ra. Như vậy à. Sao này, sao này kia. Tuổi lũ nghiêm ngô rồi. Đây như các bạn quan sát thấy thì phía sau lưng cô gái là sẽ có một cái chùm khăn như thế này và có một cái dây đeo để lối sang cái quạt như bên đây các bạn nhé. Đó, khi hát giao duyên thì sẽ phải lối như vậy và phải xòe cái quạt ra. Còn đây là hai cô gái bên họ nhà trai đang cùng với cả một ông thầy và đang đối với cả hai cô gái bên họ nhà gái ở bên đây. Còn dưới đây thì chính là ông thầy của bên họ nhà trai này. Đây các thầy đang ngồi đây để hướng dẫn những câu hát đối và lắng nghe. Những người trẻ có nghĩa là cái hát
là những người trẻ thì sẽ không hiểu được về cái, gọi là những câu hát đó, cái ý nghĩa của nó, cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà những cái câu hát đó thì vẫn là người trẻ này hát hay là phải là những người cao tuổi hát ạ? Có nghĩa là người cao tuổi bây giờ đang cho người trẻ đang hát đây này. À, đang chỉ cho người trẻ hát đấy đúng không? Thế cái hát trả ơn cha mẹ các thứ thì đã hát chưa hay là vẫn chỉ đang quá trình hát giao duyên này thôi ạ? Thì nó cũng hát ghép vào giao duyên này hết. À, hát cùng vào đây luôn, sẽ tổng hợp vào đây. Còn quá trình hát này thì sẽ kéo dài một vài tiếng đồng hồ. Đúng. Tùy nếu mà do chủ nhà yêu cầu thì có thể là hát đến sáng hoặc là thời gian mà người ta quy định đến bao nhiêu tiếng ấy. Xong thời gian đấy thì sẽ phải kết thúc ấy. Bề trên thôi đúng không? Thế như ở nhà mình đây thì cái chương trình hát thì nó sẽ kéo dài đến tầm khoảng mấy giờ thì sẽ kết thúc ạ? Chắc là tầm khoảng 10 giờ đến 11 giờ. Tầm 10 đến 11 giờ. Thế thì nhưng mà là kéo quá trình hết đấy. Cô dâu thì buổi chiều nay thì tiếp khách đã uống nhiều rượu chưa? À, không uống ạ. À? Thế tối nay thì cô dâu có phải hát hò gì không? Chắc không đúng không? Chắc không. Chắc không, hôm qua là hát ở bên nhà gái rồi đúng không? Sáng nay hát ở nhà gái. Hôm nay thế như cô này là trách nhiệm là gì? Nó thuộc là gì? Mẹ của cô dâu. À, mẹ của cô dâu. Mẹ của cô dâu. À, mẹ của cô dâu. Đây, cô dâu bên này đây đúng không? Đây là phù dâu à? Đây là phù dâu chính hay là phù dâu? Phù phù, em gái rồi. Một em gái rất là xinh các bạn ạ. Nhưng mà em gái có vẻ là đang e thẹn một cái điều gì đó. À đúng rồi. Thực ra thì cái thời tiết nó oi bức như này mà mọi người phải mặc lên mình cái bộ trang phục rất là nóng bức nhỉ? Là mà mặc suốt từ sáng đúng không? Cái này là cả cô dâu cũng mặc từ sáng luôn à? Mặc từ sáng mà chưa cởi bỏ. Thế phải xong hết công việc thì mới được tháo ra nhỉ? Mày hình như anh thấy cô dâu đang có bầu đúng không? Có bao được mấy tháng rồi? 6 tháng rồi. Đấy, cô dâu này đang có bầu mà phải khoác lên mình những bộ trang phục rất là oi bức trong cái mùa nóng này các bạn. Cũng kể ra thì cũng rất là vất vả, cũng khá là mệt. Bây giờ thì chỉ còn lại là hai bạn của họ nhà gái nữa với cả thầy. Các thầy cũng đang hát. Nhưng những câu hát này thì chỉ những người có tuổi thì mới hiểu được. Còn những người trẻ gần như là sẽ không hiểu rõ lắm đâu các bạn ạ. Ở bên trong này thì như là có hai bạn nhà trai này là đang tháo bỏ trang phục rồi à? Xong nhiệm vụ rồi hay sao mà xong nhiệm vụ bây giờ là không phải hát nữa à? Thế là bây giờ là được tháo hết trang phục rồi. À, bây giờ chỉ tháo trên đầu thôi. Thế còn ở dưới là tí nữa phải kết thúc thì mới áo chưa được tháo. Thế chỉ tháo mỗi cái quấn ở trên đầu này thôi. Sau cái quá trình hát giao duyên một hồi thì bây giờ là tiếp tục đến cái quá trình là cô dâu và chú rể, có nghĩa là các con bây giờ sẽ mời rượu kiểu như ông bà bố mẹ để cảm ơn, kiểu như là cảm ơn công sinh thành ấy. Và đây ông thầy thì cũng đang đọc một số những cái
cái kiểu như là cái phong tục gì đó của người Dao, nhưng mà mọi người giới trẻ gần như là sẽ không hiểu, và những người có tuổi mới hiểu được, bởi vì trong này thì nó toàn là chữ kiểu là chữ Nho, chữ Cổ các bạn. Đó, như các bạn quan sát thấy thì đây toàn kiểu những chữ Nho thôi. Chúng ta sẽ không hiểu được cái này, chỉ những người có tuổi mới hiểu được thôi. Chú rể thì đang ngồi đây rồi, và cả cô dâu cùng với cả mấy bạn phù dâu, phù dâu bên nhà gái nữa. Đấy, ở bên nhà trai thì có hai bạn đã bỏ khăn ở trên đầu bây giờ, bỏ khăn đỏ và đang đội một cái khăn đen, thay đổi trang phục một chút. Và đây tiếp tục, đây là mâm rượu để trong quá trình các con sẽ mời ông bà, bố mẹ, mọi thứ. Giờ sẽ bưng những cái bát rượu này đi mời các bậc bên trên, các bậc bên trên để cảm ơn. Đấy là theo cái phong tục của người dân tộc Dao thì bắt buộc là phải như vậy. Một mâm rượu này sẽ rót ra những cái bát như thế này các bạn nhé. Đó, bát rượu để mời các bậc bề trên để cảm ơn, hay lời cảm ơn các kiểu con cháu cảm ơn, đúng không chú rể? Hay là chú rể với cô dâu cảm ơn tất cả các tiền bối. À, có nghĩa là chú rể cô dâu là cảm ơn tất cả các bậc bề trên, cô bác với cả trong gia đình dòng họ luôn. Trong gia đình dòng họ nhà mình nhé. À như vậy. Đây là quá trình mấy chị em hát giao duyên khi làm một cái gọi là cái lễ là mời rượu các thứ, cảm ơn các thứ xong rồi bây giờ vào nghỉ ngơi trong ngày đúng không? Nát nữa lại ra hát tiếp. Thế nào? Đấy, bây giờ này tiếp tục rồi à? Này bây giờ tiếp tục ra hát rồi đúng không? Đó, bây giờ thì lại bắt đầu cầm quạt và đeo khăn. Đây, phải đeo những cái khăn như thế này. Và có cái dây lối lên sang qua vai để cho sang cái quạt như thế này. Và bắt đầu hát giao duyên.
Gần như là những cái tiếng hát của các bạn đấy kiểu như là hát âm ngậm ở trong mồm đấy các bạn. Gần như là không hát như là bình thường như mọi người vẫn thường đi hát karaoke hay gì đó đâu. Mà gần như là nó mang cái kiểu như ý nghĩa kiểu như hát ru. Đấy, nghe nó rất là nhẹ nhàng. À, cái đây là lễ kiểu và phái đoàn đại diện cho vâng, có nghĩa là vâng, thế là cái trong một hai đôi là chuyển sang là chính thức không? Vâng, có nghĩa là cái thủ tục này là hai bạn đại diện cho bên nhà trai đang đón tiếp các ông các chú bên phái đoàn bên nhà gái và sẽ ngồi uống rượu sau nói chuyện với nhau. Đến xong còn các bạn trên này thì vẫn là đang hát chúc phúc giao duyên. Dạ vâng. Đến xong cái màn hát giao duyên này cũng là kết thúc rồi ạ. Vâng vâng. Hát để kết thúc mà. Dạ vâng. Hát để kết thúc. Dạ. Để làm cái thủ tục báo cáo đầu tiên. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Đó theo như lời của chú ở bên phái đoàn nhà gái thì đã nói rồi. Bên phái đoàn nhà trai sẽ cử ra hai người để tiếp đón và có những ly rượu để mời bên phái đoàn nhà gái. Và sau khi uống rượu rồi chúc mừng, chúc phúc cho nhau thì sẽ kết thúc chương trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ, người giao tuyển các bạn nhé. Đây là mấy chị em thì ở bên nhà trai nhỉ? À, nhà trai hay nhà gái nhỉ? À, hai chị em nhà bên nhà gái. Thế xong là cái chương trình hát chúc phúc giao duyên các thứ xong thì bắt đầu là cô dâu cũng mới được phép là cởi bỏ những cái bộ áo trang phục này đúng không? Bây giờ cứ ngồi đợi này thôi. Thế là xong thì mấy chị em ở bên nhà gái thì có ở lại đây không? Hay là xong công việc thì sẽ về luôn? Xong công việc là cũng quay về luôn. Ồ, mặc dù kể cả là đêm muộn thì cũng về. Chứ không ở lại bên nhà trai nữa. Kiểu như cô dâu như này và đi sang bên nhà trai này thì người ta hay kiêng không ở đây, không ở lại đấy. Phải quay về bên nhà gái. Ừ. Đấy, bây giờ mà hai nữa thì tốt nhất là mình nên về bởi vì chồng mình còn đang đợi ở nhà mà. Đúng không? À thế chồng của em thì hôm nay có sang đây không? Không sang à? Em đại diện đi làm phù dâu đúng không? Phụ phù dâu à? Không, em phụ cô dâu. Phụ cô dâu. Để trang trí. Phụ. Gọi là phụ của phụ phù dâu ấy hay gì đấy mà, đúng không? Cô dâu à? Phụ cô dâu luôn. À để trang trí những cái trang phục cho cô dâu này. À. Thế là nhưng mà cái trang trí những cái trang phục cho cô dâu này thì chỉ cần một người thôi hay là phải có hai ba người? Ví dụ như em chưa biết làm thì lớn tuổi một tí biết làm thì em nhờ họ làm cũng được ạ. À. Thường thường thì những người lớn tuổi thì họ làm thì nó nhanh hơn đúng không? Vâng. Bởi vì là người ta cũng biết cái kiểu cách làm rồi. Ừ, họ biết cách làm. Ừ. Mình trẻ thì đôi khi là mình cũng nhiều cái mình quên, mình với vâng. Hai đứa mình chưa biết đúng không em? Vâng. Rồi bây giờ hai chị em lại cứ chịu khó ngồi đây đợi các chị với các ông bà ngoài kia chuyện trò các thứ xong thì là tháo trang phục không? Cũng mệt đấy nhở? Cô dâu thì đang có bầu nữa, rất là mệt. Vừa hát vừa uống rượu luôn các bạn. Đồng ngày đám cưới của người dân tộc Giao này thì họ sẽ phải uống rượu rất là nhiều.
Tất cả gia đình bên trai và bên gái thì cũng đang ngồi uống nước và chờ đợi mọi người ở trong nhà đang hát giao duyên, hát chúc cho nhau những lời chúc phúc và các đại diện nhà trai nhà gái thì vẫn đang mời nhau những chén rượu, những ly rượu. Và chắc có lẽ thì Sơn cũng xin phép được kết thúc video này tại đây các bạn nhé. Cái quá trình hát giao duyên này thì còn kéo dài thêm rất là nhiều tiếng đồng hồ nữa, có thể là đến tận sáng luôn. Vậy là một chương trình nó cũng khá là dài rồi, và cái video của Sơn thì cũng khá là dài rồi. Và bây giờ thì chắc là Sơn xin phép được kết thúc video tại đây. Sơn xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.